Gần đây, Trương Bá Chi có đăng tải hình ảnh cậu cả Lucas vì gì vận động thể thao nên bị yêu đương một bên chân lên Instagram. Hình ảnh hối hả thu được sự lưu ý và bình luận ân cần từ đồng đội mạng. Bên cạnh sự lo lắng, cư dân mạng cũng ân cần tới động thái từ phía tạ Đình Phong, cha Lucas. Mới đây, giới truyền thông quan công đưa tin, việc con trai bị yêu đương không chỉ khiến nam tài tử tân câu chuyện cảnh sát lo lắng mà còn tạ Đình Phong còn giận dữ trước hành động đăng tải chuyện này lên mạng làng hội của Trương Bá Chi. Ngoài ra, Tạ Đình Phong còn cho rằng Trương Bá Chi hiện tại đang dành toàn bộ sự lưu ý đến người con trai thứ ba thế hệ sinh, không có đủ thời gian chăm bẵm hai cậu con trai, nên thế hệ để xảy ra việc lưu các bị yêu đương. do vậy, nam tài tử họ Tạ đang lên kế hoạch giành lại quyền nuôi hai con từ bà xã cũ. Tuy nhiên, phía Trương Bá Chi lại hoàn toàn không đồng ý với ý định này, nên giữa hai người đã xảy ra tranh cãi lớn. Về phía hai đứa trẻ, chúng đều đứng về phía Trương Bá Chi, trách mất bố mình. Điều này khiến Tạ Đình Phong bị đả kích rất lớn. Khi tin đồn này lan ra, Trương Bá Chi đã khéo léo đăng đoạn clip con trai nô đùa tại bể bơi, ý định khẳng định con trai vẫn ở với mình và phiên bản thân chăm bẩn con trai tương đối cẩn thận. Nguồn.